Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Trận chiến kịch tính khi tiêm kích Việt Nam thoát 7 phòng không Trung Quốc tại khu vực cảng Cam Ranh. Kính thưa quý thính giả và các bạn, chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng liên quan đến trận chiến trên không đầy ngoạn mục và kịch tính giữa lực lượng không quân thuộc Trung đoàn 224 Hải quân vùng 2 tại căn cứ Hải quân trên cảng Cam Ranh. Sau thông tin Mỹ và Việt Nam đang đàm phán bí mật để Mỹ thuê cảng Cam Ranh trong vòng 50 năm, với sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, Trung Quốc sẽ không còn có cơ hội hung hăng, tự tung tự tác trên Biển Đông. Diễn biến của trận chiến tiêm kích Việt Nam thoát khỏi 7 phòng không của Trung Quốc như thế nào? Mời quý vị tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sự kiện diễn ra khi 3 tiêm kích F-15 Việt Nam truy đuổi 2 chiến đấu cơ Su-30 Trung Quốc trong đêm 10 tháng 3 vừa qua, mà không ngờ họ đang sa vào 7 phòng không gian sẵn. F-15 Việt Nam đã lọt vào trận địa phục kích hết sức tinh vi của phòng không Trung Quốc, nhưng vẫn thoát ra được và giành chiến thắng trước chiến đấu cơ đối phương. Theo các nguồn tin quân sự chúng tôi có được, vào đêm ngày 10 tháng 3, Đại úy Hồ Uy Long, chỉ huy phi đội 8 tiêm kích F-15C tuần tra khu vực cảng Cam Ranh, họ nhận được tín hiệu liên lạc từ máy bay E-3 Sentry cảnh báo có 2 tiêm kích Su-30 gần khu vực mục tiêu. Đại úy Long huy động 3 chiếc F-15C đi cùng để đối phó mối đe dọa này, trong khi 4 tiêm kích còn lại tiếp tục tuần tra kiểm soát. Biên đội không lực Việt Nam chiếm ưu thế rõ ràng về số lượng và chất lượng, bởi họ có 4 tiêm kích hạng nặng F-15C vượt trội so với 2 chiếc Su của đối phương. Tuy nhiên, biên đội F-15 đã bị dụ vào cái bẫy mà Trung Quốc giăng sẵn. Ngay khi họ đuổi theo tiêm kích Su-30, nhiều tổ hợp phòng không đột ngột khai hỏa từ các tàu ngầm đang ẩn mình dưới mặt nước, với hàng loạt tên lửa khóa mục tiêu vào chiến đấu cơ Việt Nam. Các phi công Việt Nam phải thả thùng nhiên liệu phụ và cơ động vòng tránh, họ phóng mồi bẫy liên tục, ngoắt gấp và tránh được toàn bộ đạn phòng không Trung Quốc. Bầu trời đột nhiên trống trải khi các tổ hợp tên lửa Trung Quốc ngừng bắn, chỉ còn 2 chiếc Su-30 vẫn duy trì vị trí và biên đội F-15C quyết định tiếp tục truy đuổi. Trong lúc khoảng cách dần rút ngắn, 2 tiêm kích Su-30 bất ngờ ngoặt gấp về phía biên đội F-15C. Các phi công Việt Nam tin rằng họ đang chuẩn bị cho một trận không chiến sống còn. Trên thực tế, chiến đấu cơ Trung Quốc lúc đó vừa phát hiện một tiêm kích F-14 Việt Nam bay lẻ và đang chiếm vị trí công kích. Không chú ý đến biên đội F-15 ở phía sau, phát hiện thời cơ thuận lợi, Đại úy không quân Trần Tâm phóng quả tên lửa đầu tiên. Biên đội trưởng Long phóng một quả đạn, sau đó bắn bồi một tên lửa nữa do nghi ngờ quả đạn đầu tiên gặp trục trặc. Cả ba tên lửa đều đánh trúng mục tiêu, phá hủy hoàn toàn 2 tiêm kích Su-30 và đánh dấu chiến thắng kịch tính của tiêm kích Việt Nam trước không quân Trung Quốc. Biên đội F-15C trở lại hội quân và tiếp tục nhiệm vụ tuần tiễu trong khu vực. Diễn biến tiếp theo của sự kiện trên như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Tiếp tục chương trình là phần tin liên quan Vịnh Cam Ranh, tài nguyên vô giá của thiên nhiên. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong 3 những cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều các đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã biến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời cũng là một điểm du lịch lý tưởng của du khách cả trong và ngoài nước. Thứ nhất, về vị trí địa lý. Tọa độ địa lý nằm trên 11 độ Kinh Đông, 12,10 độ Vĩ Bắc thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách đường hàng hải quốc tế khoảng 1 tàu biển. Diện tích có diện tích hơn 60 km², có chiều rộng trung bình từ 12 đến 13 km, độ sâu từ 18 đến 32 m, cửa vịnh rộng khoảng 4.000 m.
Thứ hai, Vịnh Cam Ranh, cảng biển quân sự chiến lược của Việt Nam. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách, thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vịnh Cam Ranh có đủ 3 yếu tố cơ bản để xếp vào một trong những cảng biển tự tốt và bậc nhất thế giới: chiều rộng, độ sâu và được che chắn tốt. Cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400m nên kín gió. Vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả các khu vực xung quanh quân cảng. Nước sâu, vịnh rộng là nơi lý tưởng, có thể tập trung 100 chiến hạm cỡ lớn, tương đương 10.000 tấn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công, dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi, thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, Vịnh Persia, Biển Hoa Đông và Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Nơi đây cũng gần đường vận tải biển quốc tế nên cũng trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần quan trọng. Từ Cam Ranh có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ ba, Vịnh Cam Ranh nổi tiếng với những điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Vịnh Cam Ranh là một trong những vịnh nguyên sơ được ví như một dải lụa xanh tuyệt đẹp của Việt Nam và thế giới. Cam Ranh có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Hòn Rông, đảo Bình Ba, khu du lịch suối khoáng Cam Ranh, bãi dài v.v. Đây là những nơi du lịch rất lý tưởng tại Cam Ranh. Trong một diễn biến liên quan, đề nghị truy tố cán bộ Sở Giao thông Vận tải sai xỉn, lái Audi tông chết 3 người. Làm việc với công an, Thịnh khai đã dự buổi tiệc chia tay cơ quan cũ có sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có nồng độ cồn là 0,604mg trên lít khí thở. Ngày 15 tháng 3, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Thịnh, 36 tuổi, ở thành phố Bắc Giang về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Thịnh là người đã điều khiển chiếc Audi gây tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong vào tháng 6 năm 2022. Trước đó, đêm ngày 2 tháng 6, Thịnh điều khiển ô tô Audi biển kiểm soát 98A49944 tại ngã tư đường Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Chiếc Audi tông trúng một xe máy do anh Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1974, điều khiển, chở theo vợ và con gái. Cú đấm khiến cả gia đình anh H tử vong. Làm việc với cơ quan công an, Thịnh khai đã dự buổi tiệc chia tay cơ quan cũ có sử dụng rượu bia trước khi gây ra tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có mức nồng độ cồn rất cao. Thời điểm gây ra vụ tai nạn, Thịnh là cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang. Trong một diễn biến tiếp theo, nữ giáo viên tham gia đường dây làm giả con dấu, tài liệu. Tham gia vào đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nữ giáo viên của một trường tiểu học ở Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Hường, sinh năm 1976, giáo viên môn ngoại ngữ, trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa. Bà Hường bị kỷ luật do vi phạm pháp luật làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, thời gian kỷ luật 12 tháng. Trước đó, bà Hoàng Thị Hường và Lê Thị Liên, sinh năm 1976, Đỗ Thị Giang, sinh năm 1972, là hai cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang, Hoàng Thị Hường lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước được đào tạo cấp các loại văn bằng, chứng chỉ
đã câu kết xây dựng hệ thống cộng tác viên tại các huyện trên địa bàn tỉnh mở các lớp chứng chỉ tiếng Anh các bậc B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh và tổ chức các lớp thi chứng chỉ cho các học viên có nhu cầu. Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, các đối tượng đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Trong đó, mỗi hồ sơ học viên các đối tượng thu từ 3,5 đến 7 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng vẫn tổ chức ôn, thi để che giấu hành vi phạm tội của mình và móc nối với các đối tượng ở Hà Nội để làm và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho các học viên. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt mức án 36 tháng án treo đối với bà Hoàng Thị Hường. Sau khi có bản án, bà Hường bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khai trừ ra khỏi đảng, không được bố trí giảng dạy mà làm công tác hành chính tại trường. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Sa tăng Nga phát nổ trong trận tập kích của Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đăng video tấn công xe tăng Nga giữa lúc chiến sự leo thang. Họ đã đến. Chúng tôi đang phá hủy thiết bị của đối phương cùng với mọi thứ bên trong. Lực lượng trên bộ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bình luận trên Telegram hôm ngày 15 tháng 3. Quân đội Ukraine cũng đăng video ghi lại cuộc tấn công nhằm vào xe tăng của lực lượng Nga. Hình ảnh từ video cho thấy phương tiện của Nga bốc cháy sau khi bị tấn công. Hiện Nga chưa phản hồi thông tin trên. Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đã mất hơn 3.400 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Các xe tăng này hoặc bị phá hủy hoặc bị phía Ukraine thu giữ. Cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho hay quân đội Nga đã đưa khỏi cho niêm cất 800 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 và chuẩn bị đưa số vũ khí này tới tham chiến tại Ukraine. Trước đó, một số xe tăng loại này đã được đưa tới Ukraine vào năm 2022. Theo giới chức tình báo Anh, số xe tăng này sẽ được sử dụng để bù đắp cho những tổn thất nặng nề mà lực lượng tăng thiết giáp Nga phải gánh chịu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Na Uy chi hơn 1 tỷ USD mua trực thăng săn ngầm thế hệ mới. Quân đội Na Uy quyết định sẽ mua thêm trực thăng săn ngầm Sea Hound của Mỹ để tăng cường năng lực tác chiến. Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 14 tháng 3 xác nhận nước này sẽ mua thêm 6 trực thăng săn ngầm thế hệ mới Sea Hound trị giá 1,14 tỷ USD từ nhà sản xuất Sikorsky của Mỹ. Các trực thăng này sẽ giúp Oslo tăng cường khả năng tác chiến và tuần tra bảo vệ vùng biển rộng tới 2 triệu km2 của nước này. Các trực thăng này sẽ tăng cường năng lực kiểm soát quốc gia cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Na Uy, Bộ trưởng Quốc phòng Bjørn Arild Gram cho biết. Các trực thăng này cũng sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu khí của Na Uy sau sự cố của các đường ống dòng chảy phương Bắc hồi năm 2022. Hải quân và không quân Na Uy đã nhận lệnh tuần tra bảo vệ những giàn khoan và cơ sở hậu cần dầu khí ngoài khơi bờ biển nước này. Oslo cho biết nhiệm vụ đặc biệt này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quân đội Anh, Đức và Pháp, những đối tác nhập khẩu năng lượng lớn của Na Uy ở châu Âu. Theo kế hoạch, trực thăng Sea Hound đầu tiên sẽ được bàn giao cho Na Uy vào mùa hè năm 2025. Trực thăng SH-60 Sea Hound được chế tạo dựa trên khuôn mẫu của trực thăng vận tải Sikorsky Black Hawk huyền thoại của quân đội Mỹ, được trang bị những công nghệ tinh hoa của trực thăng săn ngầm như hệ thống dò tìm mục tiêu hồng ngoại, radar, khẩu độ tổng hợp cùng cảm biến dò tìm cực nhạy. SH-60 có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như tuần tra, chống ngầm, tấn công tàu mặt nước, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo hậu cần. Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ nếu phải chiến đấu. Triều Tiên xác nhận thử tên lửa tầm trung, đồng thời cảnh báo đánh bại đối thủ nếu phải chiến đấu. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin một đơn vị tên lửa của quân đội nước này đã phóng các tên lửa tầm trung tại Rangjeon, tỉnh Seoul, Gwanghae hôm ngày 14 tháng 3. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía bờ biển phía đông nước này và tên lửa đã bay khoảng 620 km.
những hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa được phóng dường như là KN-23. Triều Tiên tuyên bố chắc chắn sẽ tiêu diệt đối thủ nếu quân đội nước này buộc phải chiến đấu. Bình Nhưỡng cũng khẳng định sẵn sàng tấn công lửa bất cứ lúc nào bằng cách tăng cường diễn tập tấn công hỏa lực. Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa và diễn tập quân sự trong những tháng gần đây, bất chấp cảnh báo của Hàn Quốc và Mỹ. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ khởi động một cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ có tên gọi Phi Đông Siêu, lá chắn tự do. Triều Tiên coi các cuộc tập trận quân sự của Mỹ, Hàn là hành động khiêu khích nhằm chuẩn bị cho kịch bản tấn công. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các động thái này của hai nước đồng minh. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ tiết lộ cách hỗ trợ Ukraine trong không chiến với Nga. Tướng Mỹ tiết lộ cách nước này giúp đỡ không quân Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua với Nga. Lãnh đạo lực lượng không quân vệ binh quốc gia Mỹ, tướng Marcello cho hay các phi công quân sự Mỹ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, phía Mỹ hỗ trợ cố vấn Ukraine về các chiến thuật tác chiến và cách sử dụng vũ khí do Washington sản xuất. Theo ông Lutz, với các vũ khí phóng từ trên không mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, Washington sẽ duy trì sự hỗ trợ lâu dài với Kiev để vận hành những khí tài này. Ở giai đoạn đầu, phía Mỹ sẽ giải thích cho các phi công Ukraine những gì họ cần làm để sống sót trước các cuộc tấn công, tiếp đến hướng dẫn cách mà phía Kiev có thể tận dụng các vũ khí để tăng cường sức mạnh không quân. Hầu hết các hoạt động hỗ trợ trực tiếp này được thực hiện thông qua lực lượng vệ binh quốc gia California, bên đã hợp tác với Ukraine từ những năm 1990 trong một chương trình đối tác cấp nhà nước. Mạng lưới này cho phép quân nhân Ukraine có thể nhấc điện thoại lên để hỏi trực tiếp các cố vấn Mỹ về các vấn đề liên quan tới hệ thống vũ khí, đề nghị được hỗ trợ để xử lý tình huống phức tạp ở hiện trường. Ngoài ra, các phi công Mỹ đã cố vấn cho phía Ukraine về cách thức tác chiến theo học thuyết của Washington, cũng như cách sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm tên lửa chống bức xạ AGM-88 và bộ điều hướng dẫn ZDAM cho phép cải tiến bom thường thành bom thông minh. Chúng tôi đang tiếp tục cung cấp cho họ các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình cho những hoạt động như triển khai tác chiến tốc độ cao, các hệ thống vũ khí mới. Ông Lutz cho biết, nhấn mạnh việc hỗ trợ đã kéo dài suốt hơn một năm qua kể từ khi xung đột nổ ra. Mặc dù hỗ trợ tích cực Ukraine, gia tăng năng lực không quân trong thời gian qua, Mỹ vẫn đang có cách tiếp cận thận trọng liên quan tới viện trợ tiêm kích cho Kiev vì lo xung đột leo thang.